cô chú mất rồi. Trung muốn làm cái clip này, cái video này buồn buồn, lục lại clip xem nó nuôi nó ba năm mấy, ba tuổi mấy, nó khôn lắm. Nói chung là do không có kinh nghiệm nuôi, cách chăm sóc á, nếu mà tuổi thọ đúng của nó là phải mười mấy năm rồi, môi trường chuẩn sống của nó. Nhưng mà chung chung nuôi nó, chung cho ăn sạch chứ nó khôn lắm. Nó nghe, nó biết, nó nghe chung nói là nó biết, nó biết nghe, nó nghe chung hát là nó kiếm. Rồi nó nghe 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 chúng nói là nhìn miệng, nhìn miệng nó gật đầu khôn dữ lắm. Nói chung là cái video này đăng lên á, khi mà buồn buồn á, lục lại xem nó chết sình để 2-3 ngày nó cái bụng thúi thúi cái mùi giống như cái mùi người chết vậy, nó thúi hình luôn, dục luôn. Sình để 2-3 ngày nó yếu, chưa bữa chết, mấy bữa trước nó không mở mắt nha, nó nằm ngủ, mà bữa nó mà nó mất, bữa mà nó mất á, sáng nó chung bắt nó, chung bắt nó ra chung xem, nó yếu lắm, mà mở mắt ra nhìn chung, mở mắt ra xong nhắm lại là chưa đã chết. Mấy sáng nó nhìn chung, mấy bữa trước đâu ấy đâu, mấy bữa trước nó yếu lắm, bắt ra nó yếu, nó không mở mắt. Còn bữa mà mất á, cái sáng bắt ra, chung bắt ra cái đầu nó mở mắt, mở có nửa con à, nó nhìn dòm chung cái đầu, nó nhắm mắt lại cái đầu chưa là chết. Nói chung nó chết cũng buồn buồn, nuôi nó 3 năm mấy nó khùng dữ lắm, nó biết nghe. Ai nói không biết nghe luôn, nó biết nghe. Chung khẳng định nó biết nghe. Chung nói, chung hát là nó nghe đó.